chiếc xe này xe gì mà quá kỳ lạ. Ở đây không có chủ xe, ở đây mình không có biết là xe gì. Chiếc xe này dùng để cắt cỏ hả? Cắt cỏ xong rồi bắt đầu là nó phóng lên đây. Đây, từ cái quạt này phóng lên đây. Có dàn bánh để bò như ruộng. Có bạn nào biết cái xe này để dùng làm gì thì cho mình hay với nha. Không có chủ xe ở đây thành thế ra